anh rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà em trở về là em sống với em, anh không bao giờ làm cho em buồn nữa. Từ giờ đi em hứa với anh là nhân viên bác sĩ, em giờ là giờ hãy là anh được giúp đỡ cho anh rồi, em rất là cảm ơn. Nhưng mà không có điều kiện để cho mấy đứa nhỏ anh học. Anh yêu em nhiều lắm. Từ hồi em đi, em nhớ đi làm về đang uống gì lúc không hỏi đi. Anh rất là vui đây. Thì là nói cái này là nói đấy anh đấy anh lấy lòng không bao giờ có nữa đưa lời giải dỗ. Mà mốt này làm được bao nhiêu đưa tiền cho vợ nhé. Dạ. Đó, trước đây lỗi lầm nào thì bây giờ thôi hai vợ chồng xí chó bỏ qua đi, đừng có đánh vợ nữa. Chín bỏ làm 10 nhé. Em về cũng nói với vợ là. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, Elibut chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong suốt cái quá trình thời gian vừa qua thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đã tìm ra và là rất nhiều các cặp vợ chồng hiện nay đã quay về trở về cùng với gia đình, với chồng, với con của mình. Đây, tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Mới đây nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đã đăng thông tin một người là một anh trai đang sinh sống ở một nơi rất xa về đây báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm một người vợ yêu dấu của mình. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin phép xin chào anh trai nhé. Anh có thể anh giới thiệu lại cho các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết là anh họ tên đầy đủ là gì? Em là tên Tài, em là tên Nguyễn Tài. Rồi, anh có thể anh có thể chia sẻ rõ là trước thời điểm trước anh sống ở đâu? Điểm sống em sống là ở về quê rồi. Em mới vô Bình Dương em làm việc. Quê mình sống ở đâu anh? Dạ, quê em ở Ninh Thuận. Ninh Thuận ha, rồi rất xa ha. Rồi, anh có thể chia sẻ rõ là hôm bữa cách đây mấy bữa là anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ có thể Bình Dương là đăng tin tìm vợ. Dạ, trước đây cũng cách đây mấy bữa em lại đây nhờ mấy anh cũng tìm vợ. Đi với vợ nó buồn trong gia đình thì nó bỏ đi rồi em cũng ở nhà cũng hai đứa con mà. Vợ em thì cũng có một là chồng tiếc rồi thì con với vợ em thì cũng dẫn về đây. Nó cũng được 10 tuổi, 11 tuổi rồi, nhỏ con trai với em ở với vợ, bây giờ thì cũng có một đứa con, đứa con trai cũng 6 tuổi. Vợ chồng làm đi vô đây làm công ty, làm cũng thao hụt, mướn nhà trọ ăn uống này kia rồi cũng không có điều kiện cho mấy đứa nhỏ nó đi học rồi, cũng để nó dốt, không biết chữ gì hết trơn. Thấy tội ha. Dạ. Thương. Rồi anh cho em biết là anh trước đây mình đã có vợ chưa? Trước đây em cũng có một đời vợ thì đời vợ cũng bỏ tiền. Nói chung ra thì có một đứa con thì năm nay gõ về chùa. Theo anh chia sẻ thì cách đây mấy bữa này em có phỏng vấn và trò chuyện với anh. Dạ. Anh chia sẻ là đến giờ phút này là anh là người phụ nữ thứ ba, gọi là đúng không? Dạ. Một đời vợ có con và một gọi là mối tình khác thì gần như là vợ chồng nhưng mà không có con. Dạ. Và một người vợ tiếp theo là bây giờ, đúng không? Là hai người có con chung đúng không? Dạ. Còn một người là không có con, hiện nay người con đầu là hiện nay anh gửi trong chùa đúng không? Dạ. Rồi đúng rồi. Thế còn người vợ cuối cùng là hiện nay là các anh em đội hiệp sĩ Công Thường Dương đăng tin lên là vợ anh đã quay trở về rồi, đúng không? Là được con chung là mấy tuổi rồi anh? Con chung được 6 tuổi. Mới đây nhất thì anh có thể chia sẻ rõ hơn cái câu chuyện đó. Anh có nhớ lại cái cuộc hành trình mà anh về tìm vợ nhờ anh em đội hiệp sĩ Công Thường Dương là anh báo tin là vợ như thế nào không? Dạ, em có trước đây em có lại nhờ thủy thủy Bình Dương lại cũng tìm vợ mà nhưng lúc đó thì em cũng điện cho vợ, em cũng ngày đêm cũng điện cho vợ năm nỉ rồi kêu vợ về rồi trong ngày đó cũng cách đây cũng em làm xong rồi qua đây nhờ thủy thủy Bình Dương nhờ anh làm rồi em cũng về nhà là cũng vài bữa rồi em cũng có điện cho vợ rồi em cũng năm nỉ cho vợ đấy con. Rồi em mới về với vợ với chồng con luôn. Rồi sau này cái mới vợ mới về được cách đây được 2 bữa nay. Hôm bữa anh về anh chia sẻ cái câu chuyện cho anh em đội hiệp sĩ Công Thành Dương là em phỏng vấn anh thì anh còn nhớ được những cái câu chuyện gì mình
kể ra trên video Dạ, không? dạ có. Ừ, mình hôm bữa mình nói chuyện và hôm nay liệu chuẩn bị tới đây nói chuyện là hai cái nó có trùng hợp nhau không? Dạ, lúc đó thì em thì nói chung em hồi đó thì em cũng có này có kia, cũng có này kia, cũng có này có kia, cờ bạc này kia đồ đó, rồi đâm ra thì vợ em sống thì cũng sống với em cũng 6 năm rồi, thì vợ em thấy em vậy á, rồi chán nản, rồi vợ em bỏ đi, rồi em nghĩ lại thì sống sống vậy thì có 2 đứa con, con riêng một đứa, một con chung một đứa, rồi vợ bỏ đi vậy thấy bỏ con bơ vơ quá, rồi cũng ai lo này lo kia, là cũng bằng mẹ đó, là em mới thấy vậy, em mới lại Bình Dương, là sĩ Bình Dương mấy anh rồi cũng nhờ về giúp đỡ cho vợ em về kiếm Hôm kiếm bữa vợ em. anh về anh nói chuyện là khác khác một xíu đó. Anh biết khác cái gì không? Anh biết anh nhớ anh chia sẻ cái gì không? Anh nói vợ đi bằng phương tiện gì và tại sao đi? Anh có nhớ không? Mình có thì mình phải nói nha, đúng nhận sai cái. Để ra mục đích chính là cho vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn. Mình trước đây hôm bữa là mình về đây nói chuyện nó không đúng sự thật. Thì hôm nay thì có tất cả mặt vợ và có anh em đội hiệp sĩ của Thành Dương đúng không? Và có tất cả các trang mạng xã hội đã quan tâm cái câu chuyện mà một anh trai tìm vợ thì chắc chắn nhiều người sẽ hiểu được ha. Ừ, thì thế vì chính vì lý do như vậy hôm bữa mình có nói sai mà nói oan ra về vợ hoặc nói không đúng thì có thể là mình phải xin lỗi vợ nhá. Chứ không thể hôm bữa là mình nói một đằng còn bây giờ mình cãi một lẽo. Em cũng có nói là em nói là nếu mà sau này vợ vợ em á trở về á chung sống với em á thì em phần có lỗi là lỗi do em, vậy em ra là giờ đâm ra vợ nó nản 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 bỏ đi rồi đó, thì em cũng có cái này có kia rồi với vợ, mà em cũng em thấy vậy á, là em đồng bột quá, là thấy vợ mình đang sống với mình mà đang quen với người khác nhắn tin gì đó, rồi em cũng nóng giọng lên. Em tại do em thương vợ em quá em mới làm vậy. Làm bậy đúng không? Dạ em Gọi là bậy mà, mình nhưng ghen mà quá dạ nhưng mà ha. em bậy mà, nhưng mà em nghĩ đó thì em thương vợ em lắm. Nhưng mà nghĩ ra thì muộn rồi ha. Dạ Rồi hôm bữa anh em về đây, à anh về anh báo tin cho anh em đội hiệp sĩ của Thành Dương là anh trải qua bước qua 2 mối tình trước. Một mối tình có con và mối tình không có con, tiếp theo đến đến đời vợ bây giờ. Đúng không? Nhưng cuộc sống thì cũng đang gặp rất nhiều khó khăn đúng không? Nhưng mà vì một lý do nào đó anh cũng ham chơi và chính vì lý do là người đàn ông người chồng ham chơi quá nên người vợ đã bỏ bê luôn và người vợ quyết định đi một chiếc xe đúng không? Chiếc xe đó là xe gì nhỉ? xem đang chạy. Hôm bữa là vợ đi xem bằng xe gì? Dạ bữa đó vợ là như là vợ bữa đó người tình vợ là chở đi. Rồi. Nó gọi là người tình chở vợ trên một chiếc xe lạ để anh em hôm bữa là cũng đăng như vậy thì cái câu chuyện mà thực sự là câu chuyện tình mà vợ chồng giận nhau và gặp người đàn ông hoặc người chồng hoặc người vợ say nắng say mưa là cái chuyện đó thì bây giờ nó quá bình thường rồi, bởi vì xảy ra rất nhiều rồi, không phải ai. Nhưng mà bây giờ mình cũng biết được rút được cái kinh nghiệm và mình sai, mình lóng, mình ghen cũng đúng lúc thì có thể phải nhận lỗi với vợ đúng không? Để hy vọng là mình muốn vợ yêu mình, muốn chung sống với mình ấy, thì mình phải sống với một người đàn ông tử tế mạnh mẽ hơn. Nếu như vợ có làm gì sai đó thì mình gọi lại là chuyện nhỏ nhẹ, mình không được hành hung hoặc không được dùng những cái từ ngữ ngôn từ xúc phạm hoặc dùng vũ phu nhé. Em cũng có nói là em cũng mong cho vợ em về, là em tất cả là em cũng mong cho vợ tha thứ cho em, và em làm lại từ đầu, vợ chồng để bên nhau hạnh phúc, để sống làm sống rồi có gì ăn nói chạy, do em cũng ở ở xa, là em đưa em làm kiếm cuộc sống nhà trọ đồ này kia rồi, do bữa đó thì em cũng làm cho vợ vợ buồn lúc trước, rồi lúc trước cũng cách đây cũng được nửa tháng tháng gì đó, rồi vợ em nó đâm ra nó chán nản á, rồi vợ em nó bỏ đi phòng một bỏ đi vậy, rồi trong thời gian thì em cũng ở đây thì mấy đứa con rồi em cũng biết làm sao đi làm về, rồi con ở bên bên cái vợ thì con chung mà làm về lúc nó về mấy giờ mấy cái nhỏ gì lúc em Rồi cái câu chuyện của đưa nó anh mắt. á đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội vừa rồi á, là rất nhiều người rất bức xúc cái câu chuyện mà anh chia sẻ, là bức xúc vợ anh là một người phụ nữ mà bỏ đi theo nhân tình mà để lại con chung và con riêng đúng không ạ, cho một người đàn ông mà gọi là cha dượng nuôi đúng không ạ. Thực sự là nhìn rất tội và rất thương, chưa biết câu chuyện đấy ra sao nhưng mà anh chia sẻ như vậy là thực sự là anh em đây nghe câu chuyện là rất buồn, rất thương anh và rất giận vợ anh, là câu chuyện một người phụ nữ mà bỏ chồng bỏ con chung
bỏ con riêng đúng không ạ, mà đi mới theo người đàn ông khác thì thực sự rất buồn. Thì này vợ thì cái câu chuyện đã tính sau, và bây giờ vợ quay trở về rồi. Dạ, giờ vợ quay trở về em cũng dẫn tha thứ cho vợ, thì cái chuyện gì nó qua cho nó qua, vẫn bỏ qua đúng không? Vợ nó về thì em rất là vui, em rất là hạnh phúc. Thì về bên con, bên chồng rồi. Còn là tất cả các lỗi lầm của vợ trước đây dù rằng đi mẹ người đàn ông khác nhưng mà anh vẫn chấp nhận bỏ qua, thương vợ đúng không? Dạ. Để vợ quay trở về. Thì hiện nay thì vợ đã quay trở về rồi, anh có vui mừng không? Dạ, em rất là vui mừng. Rất vui mừng. Dạ. Em muốn là để cho gia đình thành công. Vậy là vợ về lúc nào? Và về lúc mấy giờ? Dạ, vợ bữa đó em làm ở trong công ty á, làm công ty là trong cái vợ bữa đó vợ về. Về đâu cách đi bữa là về bữa thứ năm. Bữa thứ năm là vợ đi về rồi mà vợ không dám vô nhà. Ở ngoài đường á, rồi không em mới là đi làm về rồi không em mới chạy lại em rước. Khi nhìn thấy vợ mình có ra ôm không? Có mừng không? À, lúc đó vợ còn bận cùng giận em mà đâu vợ đâu có cho đâu. À, không cho ôm à. Lúc đó vợ chồng lúc đó còn đang giận. Nhưng mới đến giờ phút này còn giận nhau không? Dạ hết rồi. Hết giận chưa? Thực sự hết chưa? Dạ hết rồi. Ở trước đây anh làm những điều gì sai trong những năm tháng mà anh chung sống với vợ? Dạ, trước đây thì em cũng nói chung là thì em cũng khó khăn làm ăn rồi ở ngoài kia làm thì đi làm này làm kia rồi cũng qua ngày đông tháng rồi em lúc cờ bạc này kia rồi đâm ra vợ nó chán nản nó khuyên hoài mà em không nghe. Nói chung là vợ cũng muốn chung sống với anh nên vợ cũng khuyên nhiều lần nhưng anh không nghe đúng không? Dạ, rồi sau này là em mới cũng vô đây cũng vậy thôi rồi sau này em mới thôi á. Vợ cũng cho anh một câu hỏi đi rồi để anh sửa sai rồi anh không có cờ bạc này kia nọ không có làm kia anh buồn gì nữa hết á. Cờ bạc là bắt thằng bần nghe không? Đánh đề đến cờ anh bạc này không có sống được, thợ còn không sống được. Anh mình có là thợ không? Tại vì cờ bạc đó, lúc nào cũng mới dốc nó xạo quá đó. Em cũng suy nghĩ em làm đêm cũng suy nghĩ em hối hận em cũng mấy là thôi vợ cũng cảm anh được rồi để anh sửa đổi rồi để làm để... Nói chung là tại ông tại ả mà tại cả đôi bên đúng không, vợ cũng sai mà mình cũng sai. Trong thời gian vừa qua anh những năm tháng mà anh chung sống với vợ anh đánh vợ bao nhiêu lần nhớ không? Dạ có khi thì có khi em nóng giận lên thì em đánh vợ nói chung ra thì được 20 lần vậy. 20 lần từ hồi lúc sống biết đánh xong có xin không? Dạ đánh xong thì em suy nghĩ lại thì em sai đúng đánh vợ lại rất là sai. Mà trong lòng em đánh vợ thì trong lòng em đau đớn lắm. Đau đớn mà lần sau lại đánh nữa, có đánh nữa không? Những lần như vậy có rút kinh nghiệm không? Từ giờ tới đây là vợ về rồi. Hứa không? Thì em rút kinh nghiệm, hứa với mấy anh mình. Rồi, bây giờ trước mắt là hứa với vợ. Hứa với vợ là từ nay đi anh không bao giờ đánh vợ nữa. Dạ, em cũng về, cũng hứa với vợ rồi. Quay sang hứa vợ đàng hoàng, cầm tay vợ, hứa vợ đàng hoàng lịch sự. Đó, vợ chồng tình cảm lịch sự. Rồi, có gì 9 bỏ 5 người. Anh nói với vợ giờ, từ giờ tới đây anh không bao giờ. Đó. Không bao giờ mà quýnh em nữa, anh chỉ nghe như là em làm về. Làm về là anh sẽ mua tiền cho em để lo cho con cho cái. Tiền con cái đó, anh đi học rồi. Con đó. Cái giờ nó không biết chữ gì. Đó, thường không? Giờ, anh nói lắm tay đàng hoàng, siết tay nhau, lắm tay nhau. Anh cũng muốn đó. Làm gì đó đó. Anh muốn làm gì đó mà nhưng mà anh cờ bạn này kia quá thì để cho em buồn. Đó, buồn thường gì vậy? Anh không bao giờ mà để từ giờ tới đi được em chết thôi nhưng bây giờ mà anh đến làm cho em buồn từ giờ con buồn anh yêu em nhiều lắm rất xúc động anh rất yêu em rất là nhiều nhưng mà em trở về là nên sống với em anh không bao giờ làm cho em buồn nữa từ giờ tới đi hứa với anh mình nhân viên chiến sĩ em bây giờ lại giờ hãy làm anh được giúp đỡ cho anh được anh rất là cảm ơn nhưng mà không có điều kiện để cho mấy đứa nhỏ cho anh học. Anh yêu em nhiều lắm. Được hồi em đi, em nhớ đi làm về, đang uống gì lúc không khỏi đi. Em rất là vui đây. Vậy là nói cái này là nói đấy, anh đi, anh lấy lòng. Không bao giờ có nữa đưa nồi giải giống. Mà mốt này làm được bao nhiêu đưa tiền cho vợ nhé. Dạ. Đó, trước đây lỗi lầm nào thì bây giờ thôi hai vợ chồng xí xóa bỏ qua đi, đừng có đánh vợ nữa. Chín bỏ làm người nhé. Em về cũng nói với vợ là thôi ôm vợ đi, ôm vợ tình cảm đi. Hai vợ chồng ôm nhau tình cảm đi. Thôi, bỏ qua đi nhé. Nó chồng rất thương, con người ta thì không ai hoàn thiện hết được cả. Cuộc đời con người ta ai cũng vấp phải những cái lỗi lầm, những cái sai sót của mình. Cái điều đó là khó có thể tránh khỏi được.
Dạ, vợ em giờ nó vậy thì em không bao giờ nhắc đi nhắc lại cho vợ buồn với nó, Ừ. em coi như là không, không có những cái chuyện Rồi. về chuyện quá khứ Nhưng hơn. mà bây giờ là về tuyệt đối là bây giờ hôm nay thì thề thoát đúng không? Dạ Trên cộng đồng mạng và trước mặt vợ và trước mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương. Nhưng mà sau này á, dùng vụ bất kể một chuyện gì nóng nảy không được giận vợ mà dạ không được cầm hết những cái lôi lên những cái câu chuyện mà vợ đi theo với nhân tình hay là đi dọa kia đó nhá, lúc mình đã chấp nhận bỏ qua dạ là thôi luôn lúc có mà nhá. lúc có mình không giữ, lúc vợ đi mình hối tiếc, Đó. tại vì do mình có mà không biết giữ, mà Đúng. để vợ đi là mình rất là Một người vợ nhìn hối rất xinh hận. gái, trẻ đẹp đi kia, đúng không? Dạ, mặc Đấy. dù giờ có xấu có đẹp cũng là vợ mình, Đúng rồi, mình đã chấp nhận thương nhau dạ là thương nhau như vậy là đúng rồi nhá. thương vợ như có làm cũng không bằng cha với mẹ, mà con Đó. cái rồi lo ăn lo uống này kia rồi cũng không bằng cha với mẹ. Đúng rồi. Đấy bây giờ thương chưa? Thế em vợ về bây giờ mừng chưa? Dạ Tối hôm em qua đã ngủ chung chưa? dạ ngủ chung rồi. Ngủ chung là có ấy không? Có ấy không? Dạ Ấy ấy không? ba Đúng nhận sai cái ấy ấy không? Có không? Mấy mấy lần? Hơn tháng rồi, nhớ lắm rồi. dạ vợ chồng thì Thèm đó lắm là rồi. hai vợ chồng đó ai cũng có, Có không? dạ có Ừ thì đấy, em có cũng đúng nhận nhận vợ sai chồng cái. ai cũng có. Ừ, thế là dạ được. Rồi anh em ghi nhận nhá. dạ Rồi anh em ghi nhận thôi chứ cũng không biết là đúng hay sai. Ừ. Có thì mình nói không có thôi nhá. Không ép. Rồi bây giờ em gái cho anh hỏi này. Rồi bây giờ thì những cái thời gian vừa qua thì hai vợ chồng chung sống thì nói chung là đũa bát có cái xô. Em nghe những cái câu mà câu ca dao của thời xưa của cụ nghe chưa? Có là vợ chồng nhà nào cũng có chuyện lớn chuyện nhỏ trong cuộc sống hôn nhân gia đình mà, đúng không? Không có ai tránh khỏi lúc nào không phải lỡ vào cười phớ lớ được, đúng không ạ? Lúc thăng lúc trầm, lúc cay lúc ngọt, ngọt bùi đắng cay, vậy mới gọi là cái hương vị của tình yêu, hương vị của cuộc sống, đúng không? Thì trong thời gian vừa qua thì nói chung là chồng em thì làm những cái gì thì chồng em cũng nhận hết lỗi hết rồi. Thì bây giờ thì em có cái gì sai đó thì em cũng nói chuyện với chồng một tiếng là hai vợ chồng thì xí xóa bỏ qua. Bởi chồng tụi em hôm bữa về đây thì nói thật là các anh em đấy cũng rất thương, nghe rất cảm động. Thì thôi cái anh bây giờ anh không nói là anh trách ai cả, đúng không? Bởi anh không có quyền gì anh trách tụi em được. Nhưng mà thôi hai vợ chồng em thì hôm nay đã về rồi. Về đây thì trước mắt là cảm ơn đội hiệp sĩ của Thành Dương. Cái thứ hai là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội trong suốt thời gian vừa qua luôn luôn là theo dõi và ủng hộ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tải những video tìm vợ tìm chồng tìm thân nhân người thân giúp tất cả các trường hợp miễn phí 100%. Thì hiện nay thì em và chồng đã có cuộc đoàn tụ và đã đẫm nước mắt. Chồng em chia sẻ những cái câu chuyện và đang vô cùng rất xúc động, các anh ấy nghe và rất thương thương cảm. Vì vậy nên anh tha thiết là mong em hãy suy nghĩ lại và có thể là cho chồng em một cơ hội cuối cùng để chồng em nếu lần sau mà tiếp tái phạm thì mình tính tiếp, mà tính tiếp thì anh cũng không tìm nữa, anh chỉ tìm một lần thôi. Thì thôi thì trong thời gian vừa qua thì chồng em thì đã sai rồi, nhận lỗi rồi. Thì em có gì sai thì bây giờ thì em cũng nói luôn cho chồng để cho chồng hai chồng hiểu nhau ha. Rồi, mà em tên là gì? Em tên Nguyệt ha. Em năm Nguyệt nhiêu tuổi rồi? 31 ha. Rồi. À, anh hỏi một câu rất chân tình mà tế nhị, em thương chồng em nhiều không? Bao nhiêu phần trăm? 60 hay 70? 50%. Thôi bây giờ thế này anh hiểu rồi nhá. Vì vậy cho nên là có nghĩa là thương nhưng mà chưa thể thương hết lòng được vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy cho nên là hai vợ chồng nay mai là phải cố gắng sống tốt hơn, vun đắp cái tình yêu, một cái cuộc hạnh phúc hôn nhân nó tốt đẹp hơn thì sẽ thành thành dần dần đó, sẽ thành 50, bây giờ 50 xong 60 70 chỉ yêu cầu là 70 thôi chứ 8 90 là khó lắm nhá. Một cuộc hành trình của một cặp vợ chồng mà yêu nhau mà đến 8 90% là khó, chỉ hy vọng là 55 đến 60 thôi là 2 phần 3 rồi là ok rồi nhé. Mai mốt này có chuyện gì em đừng bỏ chồng bỏ con đi, cái tội chồng nhé, đúng không em? Một mình chồng em thì một người phụ nữ có thể nuôi được hai ba đứa con nhưng một mình người đàn ông nuôi được, nhưng mà phải nói rất cực khổ vì cái cảnh mà gà trống nuôi con mà vừa làm cha vừa làm mẹ thì chắc chắn là em là phụ nữ em hiểu ha. Bởi phụ nữ nó khác với đàn ông, hai cái giới nó khác nhau, nó không phải giống nhau được đó. Người phụ nữ có cái cánh gọi là cách nhìn nhận thấu đáo và nhẹ nhàng và tình cảm đó, còn đàn ông là lóng lẩy. Cũng như những cái sự việc vừa qua thì xảy ra thì chồng em thực sự lóng lẩy, đâm là sinh những cái tật nọ sinh tật kia và hai bên xảy ra một cái mâu thuẫn đỉnh điểm là cuối cùng vợ là em quyết định là bỏ chồng bỏ con đi, đúng không? Thì thôi thì trong những thời ngày tháng tới thì thôi thì mình cuộc đời mà không biết thế nào được em ạ. Có thể là rất dài vô tận mà có thể là rất ngắn nhá. Mình sống với nhau được ngày nào thì sống, nhưng mà gọi là sống tốt đời đẹp đạo để cho những đứa con nó noi gương. Anh thấy em chia sẻ, anh chồng em chia sẻ cái câu chuyện mà thực sự anh rất thương, là trước đây này cũng lỡ một cuộc tình đúng không ạ, một cuộc hôn nhân trước thì một đứa con bây giờ hiện nay thì
cũng gia đình hiện nay cũng không đủ sức để nuôi, thực lòng như vậy. Vì rất nhiều hoàn cảnh lý do khác nhau thì bây giờ phải gửi trong chùa thì em thấy đúng không, tội không? Đấy, tránh chính tình trạng như vậy thì bây giờ thì anh không mong rằng cái cuộc hôn nhân của giữa em và chồng em hàn gắn mà nó sứt mẻ, là khổ nhất và tội nhất là các con của em, đó là đứa trẻ vô tội ha, đúng không em nhá? Mình có gì mình bỏ qua cho chồng đi ha. Rồi em có điều nào em muốn chồng em thay đổi thì em lên tiếng đi, em cần chồng em thay đổi gì thì em cứ lên tiếng để cho chồng em sửa đổi, anh hứa như vậy ha. Thôi mình cũng tin tưởng nhau một lời hứa đúng không, đồng ý là lời hứa thì nó có thể là lời hứa an toàn, nhưng có thể là lời hứa gió bay. Nhưng anh cũng rất hy vọng là cái lời hứa của chồng em lần này kết thúc, và trên tất cả cuộc hành trình của đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương tìm vợ tìm chồng em nhé. Em có điều nào muốn cảm ơn các anh em đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương không, nói đi em, nói lớn tiếng lên. Anh mong rằng em và chồng em và các con của em cùng với toàn thể gia đình luôn luôn có một cái cuộc sống luôn luôn hạnh phúc nhé, tràn ngập niềm vui và tiếng cười em nhé. Nhiều gia đình muốn sinh con một đứa con không được, tụi em có con rồi nha. Hàn gắn lại cho các con nó thấy được cái tình cảm giữa cha và mẹ, nay mai chúng lớn lên chúng sẽ học. Còn nếu mà mình gây lộn nhau xích mích thì nay mai những đứa con nó sinh ra môi trường nào nó sẽ thành cái môi trường đó, nó không xích ảnh hưởng, nó không tốt ha, đúng không? Anh nói như vậy đúng không, có sai không? Mong rằng tụi em thương nhau để anh rất vui, chứ không phải là tụi anh được gì nhá. Tụi anh giúp tụi em là không phải là giúp để lấy kinh phí, bởi vì tụi anh đã làm cái công việc này là không phải yêu cầu, không đòi hỏi, miễn phí hết nha. Rồi cuộc hành trình hôm nay về bắt đầu mình tiếp tục cuộc sống lại từ đầu nhá, coi như là tiếp tục bước chân lại, có gì sai và cái gì đúng là mình chấp nhận nhá, sửa đổi ha, cả hai cùng sửa đổi, chứ một người không được. Như nấu cơm vậy, một người nấu cơm là một người đặt rau đúng không, cái chồng ngồi bấm điện thoại để vợ nấu cơm mà tí gì bức băng ăn này, đấy nó cũng khó kỳ ha, đúng không? Như vậy mới tình cảm, mới yêu nhau được, tối về mới thấm thiết được. Tối về ông chẳng bà chuộc cái người nấu người ăn, mỗi người ngồi góc thì đấy nó không tình cảm ha, đúng không? Được chưa, ok chưa, chấp nhận không? Rồi ôm nhau cái cuối cùng thế nào, ôm nhau đi, hai vợ chồng ôm nhau, rồi mình chia tay nhau từ đây nhá. Rồi hẹn không gặp lại cuộc này nhá, con không bao giờ có cuộc gặp hẹn lại nhá. Hôm nay anh em đội hiệp sĩ Quân Bình Dương thì cuối video này thì đã đăng tải cái video mà vợ chồng em cái cuộc hành trình tìm vợ nhá, tìm chồng, cái cuộc này, cuộc tình này phải nói là rất và đáng thương đó, chứ không có trách nhá, ai cũng có lỗi, nhưng mà biết nhận lỗi, biết sửa sai là ok rồi nhá. Thì hôm nay hai vợ chồng em có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Quân Bình Dương ghi hình và đăng tải cho các trang mạng xã hội cho để các cô chú anh chị mọi người hiểu không? Rồi em gái nói lớn tiếng lên. Rồi chúc em luôn hạnh phúc ha, đầu bạc răng long nhá. Rồi dạ công dân xin thay mặt đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội trong và ngoài nước đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương trong suốt thời gian vừa qua. Đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương là luôn luôn hy vọng những cái cuộc tìm kiếm, những cái cuộc hành trình được thành công tốt đẹp như thế này đó. Rồi rất tốt đẹp ha. Rồi chúc mừng, vỗ tay. Rồi xin chào nha.